tâm thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2024. Xin chào bà con trung tâm thành phố Hải Phòng ơi. Đây là ngã tư Trần Phú và Nguyễn Đức Cảnh, cầu đất. View tốt nhất Hải Phòng. Ta là sang ngã lớn. Mình chưa sang rồi. Và bây giờ đi tìm hộ người nhà. Người nhà hiện tại nó ở đâu? Nó ở khu vực nào nhỉ? Con nhỏ, con tháo rất hay. Đây là dãy nhà cổ, quán cổ cổ. Mình sang đường. Chưa tìm cái độ nhà đâu nhỉ? Độ nhà. Ở đây rồi, độ nhà đây rồi. Ở đâu ấy? Trời ơi, trông chị này. Cái trẻ con kia này. Này bố đừng có đứng. Đứng lên đoàn này. Cả đâm vào nhau nhá. Đua xe tổ đua chết. Tổ đua cháy vét. Ê được đấy nhà, đỉnh của nó đấy. Nhưng mà còn tranh nhau ấy.
đâu mọi người đâu rồi? Mọi người đâu ở quán? Sao không biết ở đâu không biết à? Các bà mẹ cũng rất là tham đi nhá. Phóng như đúng rồi ấy nhỉ, đúng là tổ lái khác. Còn kiếm đâu cái xe trong ngoài tráng đấy. Đâu nhỉ, mọi người đâu nhỉ? Mọi người đâu rồi con? Ở đâu? Ngoài kia chỗ nào? Đi theo con hả? À? Đi theo con hả? À? Con chở được đôi không? Chở được. Đi đi. Nhưng mà có chở được đôi không đấy? Vậy nó mắng không đấy? Đâu? Đi nói chuyện để con đi mọi người ạ. Bà chị này chỉ là tổ lái. Đâu đâu đâu? Đây. Cậu ơi đi ra. Hết tiền, hết tiền, hết tiền. Úi giời. À đây à. Đi mãi ra đây. Tổ lái phết đấy nhở. Mời nhau nhé. Sống cả mặt.
boom tổ lái. Úi giời, phóng gớm nhờ, boom nhờ. Xe phóng nhanh phết đấy nhờ. Ua. Trời, hai cậu cháu biểu diễn biểu diễn xoay tròn nào. Boom. Bi biểu diễn xoay tròn ạ. Phóng tít thế. Có con này mà đi về quê uống rượu thì quên đời đi nhỉ. Giờ tổ lái giờ rồi. Chuyện là gớm. Hết đi rồi. Rồi hết. Ba mọi người.